karaoke, và vì gia đình và bạn bè ai cũng ủng hộ, và cô cũng muốn bước thêm một bước nữa về tiếng hát của mình, nên cô đã mạnh dạn và đi thi, và không ngờ là cô đã được đoạt giải trong ngày hôm đó. Và sau đây xin mời quý vị, và nếu mà nói nhắc đến cô thì Cẩm Vân biết là ở segmento này ai cũng rất là quen thuộc với tiếng hát của cô, vì cô không có xa lạ gì đâu, đó là nữ ca sĩ Hằng Vy và nhạc phẩm Bạc Tình. Và xin mời chào hát lên là cô nhạc Hằng Vy. Cảm ơn, cảm ơn. Wow, chị Cẩm Vân giới thiệu vậy em càng đúng hơn nữa. Hằng Vy cũng xin muốn mở lời cảm ơn đến quý vị khán giả, quan khách có mặt hôm nay, và cảm ơn khách, gia đình và bạn bè đã có mặt hôm nay để chung vui với hai đứa, và cũng cảm ơn tất cả mọi người giống như ban nhạc Mây Sài Gòn với anh Nhân đã cũng đóng góp rất là nhiều cho hai đứa, tại vì hai đứa chỉ muốn party thôi. Thật ra nói thiệt là we just want to have fun, so I'm glad you guys are here. You guys can have fun, right? That's the sound I like to hear. All right, và sau đây mời quý vị cùng nghe Bạc Tình. Một lần rời xa,
trông kiến nỗi sầu thương.